ูไม่รู้เมี้ยวหนังเอาถึงเท่
cần vừa hái à? Vâng ạ. Nhiều, sao nhiều? Năm nay mất mùa cũng chả có mấy đâu chị ạ. Năm nay mất mùa, giỏ nó thưa. Lên, kiểu mình lên này mà hái cái chả có quả mấy. Ui, cái này mặn chết này. Cái này kiểu nó thưa ấy, em phải mua hái. Đây, anh chọn đi. Phải chọn cái bông vào là được đấy. Đây, 10.000 em ạ. Nhiều vừa bán nhiều cho đấy. Cân bạn ạ. Vâng. Okay. Anh lấy này một túi à, 5 lạng ạ. Cân một cân. Cân cho nó vỡ vỡ trong. Có chín này. Đưa tiền vào bầu khí. Được cân rồi. 20.000 này ạ. Không. Chỉnh cái này đúng không? Lấy một túi ạ. Ok. Tiền một cân đi em. 10.000 một túi ạ. Anh gần đúng 10.000. Đây lấy luôn cái này. Nhá. Hai túi, mỗi túi 10.000 đấy. Con lá nó có nặng hơn đâu, bao nhiêu đồng cố? Bao nhiêu tiền một túi đây? 10.000 một túi anh ạ. Mận ở đâu ra đây? Mận ngon không? Mận trên Yên Lập anh ạ. À, bán cho anh một túi. Mời quá. Cái này em? 10.000 một cân chị ạ. Túi em một cân ạ? À, 20.000 một cân, túi này 10.000.
Cảm ơn nhé. Thế nha. Các bạn. Hai, cho con gửi shop y tế cho bạn nhé.